Vâng, xin chào cả nhà, chào đại gia đình chúng ta đến với kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn nha. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta trong video hàng ngày của kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn. Ở đâu có nhà đẹp, ở đâu có biệt thự đẹp, ở đó có em. Thì để đến với buổi đẹp trời hôm nay thì Trung sẽ mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta xem qua một căn biệt thự nằm tại khu phường Thảo Điền ha. Những người nổi tiếng, những người có tiền, những người có điều kiện thì mới sở hữu được cái khu vực này nha. Thì Trung cũng tiết lộ rằng là một căn góc biệt thự mà hôm nay Trung muốn gửi đến cho đại gia đình chúng ta xem á, là một căn góc hai mặt tiền, một cái view rất là đẹp, có diện tích bề ngang là 17m bề ngang và chiều sâu là 23m, góc hai mặt tiền. Nguyên một cái dãy biệt thự đẹp như thế này luôn nha cô chú anh chị. Và cái giá bán của căn biệt thự này á, mọi người có quay ra đây cho mọi người thấy cái view công viên luôn à cả nhà. Căn này á, là có một cái vị trí là vô cùng đắc địa ha, nằm ở view công viên như thế này luôn. Và giá bán của căn này rẻ hơn những căn khác trong cùng phân khúc của khu vực này, rẻ hơn tầm khoảng 2 đến 30 tỷ đồng cho căn biệt thự này ha. Đặc biệt á, căn này á, là có cái vị trí mà vô cùng đắc địa. Rồi chúng mời đại gia đình chúng ta cùng theo chân Nhà Đất Sài Gòn đi vào bên trong để cùng khám phá toàn bộ cái không gian của căn biệt thự này ha. Đây căn nhà mà hôm nay Trung muốn gửi đến cho cô chú anh chị cùng xem đây là căn nhà này ha. Đó. Nguyên một cái dãy biệt thự rất là đẹp. Trên này là toàn là biệt thự không à, không có nhà phố đâu cô chú anh chị. Ở đây thì giá dao động những căn thấp nhất là tầm khoảng 5-70 tỷ cho một căn nhà. Thì trong đó là cái căn biệt thự này là góc hai mặt tiền. Quay qua đây cho mọi người cùng xem cái view của hai mặt tiền này luôn. Đây là nhà chúng ta sát bên đường Võ Văn Hưởng, đi vào là số 200 đường Võ Văn Hưởng ha. Nguyễn Văn Hưởng hay Võ Văn Hưởng nhỉ? Nguyễn Văn Hưởng. Đó, đường Nguyễn Văn Hưởng chúng ta đi vào ha, chứ không phải Võ Văn Hưởng. Sorry cả nhà. Đó. Nhà chúng ta có bụi bông giấy ha. Rất là đẹp. Có diện tích bề ngang là tới 17m và chiều sâu là 23m. Một cái view đẹp như thế này. Giá bán của căn nhà này là rẻ hơn trong phân khúc của khu vực này từ 2 tới 30 tỷ đồng cho căn nhà này. Vì là anh chủ này là anh bán theo cái giá gốc hồi xưa anh mua, nên thử là giờ mới có cái giá mà rất là rẻ. Mời đại gia đình chúng ta theo chân Nhà Đất Sài Gòn di chuyển vào bên trong để khám phá toàn bộ cái khuôn viên ha. Đây là nhà chúng ta, đường đậu xe hơi về đây là chúng ta đậu xe hơi xe máy thoải mái ha. Khu này thì an ninh khá tốt luôn, view công viên có bảo vệ được 24/24 luôn. Nhà chúng ta là nhà hướng chính tây nha cô chú anh chị, chính tây. Căn này thì bao gồm có một hầm, một tầng hầm thì với đường luồng xung quanh ha. Bên trái có khu tiểu cảnh, có trước đây có hồ bơi, ở bên phải á thì có một cái đường luồng đi ra phía sau, gió rất là mát. Rồi, chúng ta khám phá cái khu vực ở bên dưới tầng hầm trước đây nha cả nhà. Đây hầm thì để xe hơi xe máy thoải mái nè. Wow, đang ở ngoài nắng bước vô hầm mát quá. Dưới hầm là có chỗ để xe hơi xe máy thoải mái ha. Có cầu thang đi lên từ bên dưới luôn và có phòng ngủ ở bên dưới luôn ha. Phòng ngủ bên dưới. Đây là cái khu vực phòng này là phòng bảo vệ hoặc là nhà vệ sinh ha. Tùy theo như yêu cầu mình sử dụng. Cái này là mục đích là làm nhà vệ sinh đây, mà họ chưa có nhu cầu sử dụng họ không làm. Đây là tủ để đồ ha. Và phòng tắm. Đây là cũng là một cái khu vực tầm phòng xông hơi. Đây là khu vực từ dưới đi lên trên, nhưng mà có cầu thang, có thang máy luôn. Đây là ở bên dưới có một phòng này là phòng để cho người giúp việc hoặc là người bảo vệ ha. Đây là khu vực bên trên ha.
Bên trên thì đó là cái sảnh. Đi vào tí mình sẽ đi vào bên đó. Bây giờ mình sẽ khám phá trước cái khuôn viên bên này. Đó, đường luồng bên hông nó có cái khoảng không gian xung quanh để cho gia đình chúng ta sử dụng ha. Mảng cây xanh rất là mát. Khu biệt thự thì có cổng bao, có không cần cổng bảo vệ. Có cổng bảo vệ luôn mà, ý là không cần làm. Đây là có cái cửa ha, cửa ra vào. Khu này thì có bảo vệ 24/24 luôn ha cô chú chị. Nên là an ninh rất là tốt, ý mình nói là không cần làm kín cổng cao tường. Nhà chúng ta hai lớp cổng, hai cánh cửa cổng. Ở bên đây có một bộ hoa giấy rất là đẹp. Đó, đây là cái khuôn viên trước là cái khu hồ bơi, nhưng chủ không có hợp với hồ bơi nên họ là lát lại họ làm cái khu tiểu cảnh sân vườn. Nếu về mà mọi người vẫn thích hồ bơi thì chúng ta có thể là setup lại làm hồ bơi bình thường ha. Đó, đây là cái mảng xanh ở bên trong căn nhà, bên hông nhà mọi người, hai bên hông đều có mảng xanh. Rất là đẹp luôn. Và sau khi khám phá một vòng á, đây là nhà chúng ta là cái view công viên, thì nãy chung cũng có quay qua công viên rồi. Sau khi khám phá một vòng ở bên ngoài rồi thì chung sẽ mời đại gia đình chúng ta di chuyển vào bên trong để cùng nhà đất Sài Gòn khám phá tiếp cái không gian căn biệt thự này nha. Đó, nhà chúng ta làm rất là cao nè, cửa thì cửa gỗ nè. Khu biệt thự cao cấp thì họ làm nó theo cái phong cách riêng của khu này ha. Bước vào bên đây là cái khu vực này là khu vực để giày dép, có tủ để giày dép luôn ha. Và qua ngách bên tay phải thì sẽ có một khu vực ngồi yên quý. Rồi, ở bên tay phải thì chủ nhà không ở đây là khu vực phòng khách ha, phòng khách hồi đây mở cửa ra nó rất là thoáng cho ra cái không gian bên ngoài nha cô chú anh chị. Khu vực phía đây là có một cái kệ trưng bày. Mé bên tay phải thì sẽ có cái đường đi ra bên ngoài. Khu vực phía sau đây thì đây sẽ là một cái khu vực bàn ăn ha, bàn ăn cho gia đình. Ít người chúng ta ăn ở đây là cũng rất là tiện luôn nha cô chú chị. Khu vực này là khu vực bếp đây. Vô đây mát quá ha. Mát rượi luôn. Đây là không gian bếp, cũng có cửa đi ra bên ngoài luôn, bên hông là cái đường luồng bên hông. Bếp nấu nướng ở đây rất là thoáng ha. Và mé bên tay góc trái màn hình á thì sẽ có hai cái cửa đi ra ngoài, cái khu vực bên ngoài là cái sân ở bên ngoài không cô chú chị. Căn này là có bề ngang là 14 mét bề ngang, cái hậu thì nở ra là 17 mét nhân 23 ha. Tổng diện tích là 299 mét vuông đất và diện tích sàn xây dựng là tới hơn 500 mét vuông sàn. Sau khi khám phá một vòng ở bên trong rồi thì chúng mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta di chuyển lên bên trên để cùng khám phá toàn bộ không gian bên trên ha. Nhà chúng ta có thang máy này, thang máy nhập khẩu luôn nha, nhưng mà mình sẽ đi bằng thang bộ. Một căn nhà sang trọng đẳng cấp đó, đáng sống. Và phải nói là ai có tiền và có điều kiện thì mới mua được ha, mới ở được cái khu vực nhà này. Bước vào lên trên khuôn viên khu vực lầu 1. Lầu 1 sẽ có bao gồm là hai phòng lớn ha.
phòng rất là lớn nè. Bên trong phòng là có ghế ngồi xích đu rồi luôn ha. Ôi. Đó, không gian khu vực phòng nhà vệ sinh đây. Đó, phòng ngủ rất là lớn tại khu vực lầu 1 nha cô chú anh chị. Và đặc biệt là căn phòng nào cũng gắn máy lạnh âm cộng với lại cửa sổ rồi ha, nó rất là thông thoáng. Bước qua căn phòng kế tiếp ha, đây là căn phòng kế tiếp. Đó. Cái nhà này họ làm thì gần như là phòng nào cũng có cửa sổ xung quanh hết để cho lấy cái độ thoáng và độ sáng cho căn nhà ha. Nhà thì có nội thất cơ bản như thế này, chủ sẽ tặng lại hết nội thất cơ bản cho mình luôn nha. Tủ quần áo nè, rất là xịn sò. Nhà vệ sinh cũng cực kỳ VIP. Máy lạnh thì mát rượi rượi luôn. Đang quay ở bên ngoài mà đi vào bên trong này thì quá trời nó đã luôn. Đây. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên lầu 2 ha. Tại khuôn viên lầu 2. Lầu 2 thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Vâng, lầu 2 thì chúng ta sẽ khám phá có hai phòng làm việc ha. Mé bên tay phải có một phòng làm việc, bên tay trái có một phòng làm việc. Đây nè. Nhưng mà hai phòng này thì nó cũng liên thông với nhau luôn nha. Đó, phòng làm việc nè. Rất là lớn luôn. Rộng rãi thoải mái. Và đặc biệt là có cửa sổ ban công bên ngoài, cửa lùa đi ra ngoài luôn. Nhà vệ sinh ở bên trong, máy lạnh kệ các kiểu rồi luôn. Phía trước là có một căn phòng nữa. Phòng này là một phòng ngủ rất lớn ha. Phòng master để sử dụng cho khu vực phòng VIP. Nhà vệ sinh ở trong phòng đây. Nhà vệ sinh rất là cao cấp luôn mọi người. Phòng ngủ này có thể là làm ngăn thành hai phòng cũng được ha. Tủ quần áo. Nội thất thì cơ bản thôi mà khá xịn. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên trên lầu 3 nha. Căn này là một hầm, một trệt và 3 tầng lầu. Đó, khuôn viên lầu 3 này cô chú chị. Khuôn viên lầu 3 sẽ là một cái phòng nơi hội họp làm việc ha. Khá lớn luôn. Thêm một cái phòng ngủ ở trên lầu 3 nữa. Vậy là nhà này tổng cộng tới 5 phòng ngủ ha cô chú chị. Phòng này thì đó, trên này có một cái phòng ngủ nữa. Rộng thoáng ha.
Đó, đây chúng ta có thể nhìn thấy mặt tiền Nguyễn Văn Hưởng ở phía trước ha. Đó là căn mặt tiền Nguyễn Văn Hưởng đây. Đẹp quá. Đây là cái ban công phía bên ngoài đường, ngoài trên khu vực lầu 3. Thì trên này thì Trung lên lại một lần nữa cho cô chú anh chị cùng xem, là trước cửa nhà chúng ta là view công viên nè. View công viên, xung quanh cây cối mảng xanh rất là nhiều. Đường trước cửa nhà chúng ta rất là mát ha. Đó, như vậy là Trung mới quay qua cho cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta xem qua một căn biệt thự nằm tại phường Thảo Điền, quận 2 ha, nằm đường Võ Văn Hưởng đi vào, một trong những khu biệt thự mà cực kỳ VIP luôn, nằm tại phường Thảo Điền, quận 2. Thì cô chú anh chị biết rằng là khu này dành cho giới nhà giàu, dành cho giới nghệ sĩ, ca sĩ và những người có đủ tiền, đủ điều kiện thì mới sở hữu được những cái khu biệt thự này nha. Thì căn này hiện tại là chủ nhà và xung quanh các khu vực này cùng diện tích như thế này thì giá họ đang dao động bán tầm khoảng từ 120 tới 150 cho một căn biệt thự tầm khoảng 300m2 trong này. Nhưng hiện tại căn nhà này mà Trung vừa mới quay qua cho cô chú anh chị cùng xem á, là anh chủ này anh mua được cái giá gốc hồi xưa, vì thế nên bây giờ anh chấp nhận bán ở được một cái giá gốc nha, là giá chỉ có 90 tỷ còn được thương lượng. Trong phân khúc tầm giá thì những căn như thế này á là đang bán tới 120 cho tới 140 tỷ một căn nha cô chú anh chị. Rồi ai quan tâm thật sự thì hãy nhanh tay bốc máy gọi ngay cho kênh Nhà Đất Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình. Chúng sẽ tư vấn rõ ràng hơn, cũng như là dẫn đại gia đình chúng ta đi xem thực tế để trải nghiệm nha. Rồi một lần nữa, Nhà Đất Sài Gòn, nhà đẹp Sài Gòn. Mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video kế tiếp nha. Nhớ share like và đăng ký kênh nha mọi người.